vốn là truyền thống đẹp của người dân nước Việt. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá, còn cháu con có ông bà cha mẹ sinh thành ra mình. Sự tinh hoa của ông bà lại truyền sang cha mẹ, rồi đến lượt các con, và tiếp tới thế hệ cháu chắt. Cứ thế, và chỉ đơn giản vậy thôi, cũng đủ làm lên tinh hoa của một dân tộc, của bao lớp người biết ghi ơn công đức thế hệ đi trước. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, được cất lên trong lời ru của bao người mẹ trẻ, bên vành nôi cánh võng của những ngôi sao tí hon thơm nồng hương sữa ngọt. Giờ đây ai cũng khắc cốt ghi tâm lời giáo huấn mộc mạc mà sâu nặng ân tình này. Vâng, chẳng còn ai biết được tác giả của lời hát ru ấy, nhưng ngữ nghĩa và âm điệu của nó cứ vọng mãi đến ngàn sau, thầm nghe trong gió sụt sùi, cơn mưa mách bảo ngậm ngùi vong linh. Con chim nói hộ trời xanh, hoa thơm nói hộ đất lành mênh mông, nỗi buồn trên áng mây bông, những điều dữ báo ngay cho mỗi người. Mảnh đời như ánh sao trời, để rồi thảng thốt đổi ngôi bất thường. Bao năm tháng sống yêu thương, khi về chín suối còn vô tất lòng. Bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru êm mãi như đồng lúa chiều dị sao, tiếng ru bên em chẳng tà rồi bao mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ, lời ru ấm áp im như sáo diều rất xa, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Con đã yên giấc, mẹ hiền vui sương biết bao. Hướng con quê sớm bao tháng ngày, lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lên phương. Dù cho mưa gió không quan thân gầy mẹ, một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền, ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng chiến. Thank you.
vào sông làng gần xa. Tình mẹ dâng tới chẳng ngăn đứng lặng để nghe lời ru sao xuyên núi đồi suối rừng dặn khe. Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng mẹ lòng thơ hấu quặn dịu khi thương trắng đêm. Bao năm nước mắt như suối nguồn chảy vào tim con, mái tóc trắng đành chẳng xưa. Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về trong đời để dầu, dù cho phải nắng nhưng lòng thương chẳng là mau, vẫn mong quay về vui về dưới bóng mẹ yêu, vẫn mong quay về vui về dưới bóng mẹ yêu, vẫn mong quay về vui về dưới bóng mẹ. Cho gọi cháu con và những người đã ngày đêm hết lòng chăm sóc cụ. Dù không nói được nên lời, nhưng trong mắt người đã nói lên tất cả. Cụ để lại muôn vàn tình yêu thương. Cụ thương quý cháu con, gái trai, dâu rể, nội ngoại trang hòa. Cụ luôn mong cho con cháu vui, nhà nhà hạnh phúc. Thì giờ đây, trong giây phút thiêng liêng này, ai cũng muốn được đến gần bên cụ, được nhìn cụ hồi lâu, được nhìn lần cuối nữa. Hình ảnh người đã đi vào tâm trí, tâm hồn người như một tấm gương trong, cho con cháu cùng được soi chung, trong suy ngẫm để tự sửa mình. Thật vậy, sinh thành đạo đức do phụ mẫu, từ hiếu chân tâm tại tử cung.
làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con. Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa, ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen, tóc sương dần xóa tóc màu đen. Nhớ con xa khuya nối nhìn khuya một ngọn đèn. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Thank you.
phong tục cổ truyền của người dân đi lên đạo Phật ở nơi đây. Lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ, ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng lai, và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình hạnh phúc. Cụ ghi: giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng dạ rối bời, trời bỗng nổi phong ba bão táp. Cụ đã yên vị trong cỗ quan tài trang trọng, chúc người yên giấc mộng say.
Kính thưa ban tang lễ, kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể họ hàng nội ngoại, tôi thay mặt cho dòng họ Bùi Vũ Tộc, tuy con cháu và thân nhân trong gia tộc lần lượt nhận lấy từng tấm khăn tang màu trắng, màu vàng. Người đeo tang là đội tình ân nghĩa, tình là tình ruột già máu thịt, ân là ân đức của bề trên, nghĩa là nghĩa cháu con đạo hiếu phải làm tròn. Những tấm khăn tang còn treo trên bàn thờ hay phủ lên linh cữu, đó là khăn tang của những người con cháu xa chưa kịp về dự tang. Bây giờ chúng ta
Và cho nên kính mời chú Du bạn với bác Sơn con rể của cụ, xin lại kính mời ông. Và cho nên bạn đây và xin kính mời và xin kính mời chị xin là kính mời chất độc da cam xã Đại Bản còn do Bùi Đình Khơi làm trưởng đoàn. Xin là kính mời đoàn gia bàn trên chỗ vương lớp. Và cho nên kính mời gia đình của cháu Quốc ở Kiền Bái Thủy Nguyên và... xin chân thành cảm ơn và chân thành kính
kính mời gia đình cháu Cảnh và cùng các con cháu, chị gái với tái sự ở xã An Đồng vào kính viếng ông hoàng cụ. Cảm ơn. Và cho nên kính mời gia đình của ông Thông. Vì thay là gia đình xin chân thành và cảm ơn. Vì Hay là gia đình nhà tang, chúng tôi xin chân thành được cảm ơn. Hay là gia đình xin chân thành được cảm ơn. Hay là xin chào chúng mình bác các bạn, xin chào quân lớp và thế đình. Thế là chồng nhớ phần tình ở đây về ở sông Lê Viễn, thay là gia đình xin chân thành được cảm ơn. Hương hồn cụ Vũ Thị Thi. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể tang quyến, trung đoàn 23 pháo cao xạ trung đoàn Trần Phú đã được Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý 2 lần anh hùng lực lượng vũ trang. Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 23 sư đoàn 363 bộ tư lệnh phòng không không quân quân đội nhân dân Việt Nam do ông Trần Đình Cộng lãnh đạo ban liên lạc làm trưởng đoàn, xin trân trọng kính mời ông trưởng đoàn lên dâng hương và lễ viếng. Mẹ ơi, con có mấy lời thở than, trên đầu con quấn khăn tang, mắt con dáng chân hai hàng lệ rơi, từ nay vĩnh biệt mẹ rồi, con không nói được một lời từ biệt, lệ con ướt đồng đôi mi, ôm thân mẹ đỏ được chi lành. Con nghe lạnh buốt toàn thân, tiếng kinh văng vẳng xa gần âm vang, hai tay lưng tỏ khăn tang, phủ lên mái tóc bè bàng xót xa, khói hương mù mịt quanh nhà, thân nhân tù hộ tiễn mẹ xa dần, thương mẹ buồn lắm mẹ ơi. Yeah.
làm sao bày tỏ bao lời trong con, bao nhiêu tâm sự trong lòng. Giờ đây chung mãi theo dòng thời gian, mẹ ơi thương nhớ vô vàn, người mẹ đáng kính đã ngàn trùng xa. Mẹ ơi ngày tháng bao la, ai người dội bước khi mẹ không còn. Có ai thấu hiểu lòng con, giờ đây mẹ mất trong con nghẹn ngào. Rồi đây con sẽ ra sao, niềm vui cuộc sống lấy nào mẹ ơi. Thưa mẹ buồn lắm mẹ ơi, ngàn lắm con vẫn tròn đời nhớ thương. Sao mẹ vẫn thương con nhận đời, làm
tình mẹ con nguyện suốt đời khắc Thank you.
xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy tăng trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi, mẹ già như chuối chín nhì cây, vô nay mẹ rùng con phải mồ côi, gió nay mẹ rùng con phải mồ côi.
làng quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con. Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giáng nắng dài nắng dầm sương. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ nay mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu. Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Bóng mẹ giàu ra lối ngõ quen, tóc sương dần xóa tóc màu đen. Nhớ con xa nhắm lời kinh nguyện, khuya nối nhìn khuya một ngọn đèn. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ giang nắng dài nắng dầm sương. Nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi, con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ nay mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu. Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi. Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ.
trở về chợ mãi chung mà mãi hoang, ai đi à đò thì ông mà cứu cháu, phải chẳng hồn nhớ hồn chẳng có tiền quan
ngày ký ức về mẹ đang ngả theo sầm lệ. Chúng con gọi mẹ hoài mà mẹ không lên tiếng. Mẹ ngủ rồi giấc ngủ ngàn thu. Mẹ ơi, chúng con thiết nghĩ rằng cây có gốc mới nảy cành xanh lá, mà nước có nguồn mới bể cả sông sông. Con người ta có từ đâu? Có cha, có mẹ, rồi sau có mình. Hỡi mẹ ơi, cha là núi, mẹ là sông. Chúng con hiếu thảo nhớ công sinh thành. Cha mẹ gánh vác hy sinh, cha mẹ quên cả thân mình vì con. Biển đông có lúc đầy vơi, nhưng lòng cha mẹ suốt đời trào sân. Tình cha bỗng núi âm thầm, mà nghĩa mẹ là thể nước sông đầu nguồn. Một đời sáng nắng từ xưa, nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào. Dù con xa cách muôn nơi, nhưng tình cha nghĩa mẹ suốt đời chúng con không quên. Và giờ đây, để tưởng nhớ tới công ơn của mẹ đã dành trọn cả cuộc đời cho chúng con, và giờ đây xin mời đoàn kim nhạc xin dâng lên mẹ bản nhạc công đức sinh thành. Tiếng kèn ai oán từng hồi, mắt
không nhỏ lệ ngập ngùng xót thương. Khăn đau phủ trắng khắp nhà, mẹ ơi nghi biệt biết thuở nào thôi. Mẹ đi để lại đời sau tình thương vô tận, nỗi sầu biệt ly. Quê hương đưa tiễn mẹ đi, cháu con nước mắt tràn mi nghẹn ngào. Ơn mẹ biển rộng sông sông, đớn đau không tiễn mẹ rời thế gian. Xót xa con đứng ngóng trông, thương mẹ trời đất đau lòng nề sâu. Âm dương hai ngả chia đôi, nén hương con khóc tạ người mẹ ơi. Mẹ hiền ơi, giờ đây trước giây phút biệt ly này, anh chị em chúng con đứng bên như cứu của mẹ mà nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết nhờ tiếng kèn thay tiếng khóc. Chúc mẹ về nơi tây phương cực lạc được yên giấc ngủ ngàn thu. Và đây là bản nhạc lạy Phật Quan Âm, chúng con xin kính dâng lên người. Thôn xã
đại diện các ban ngành đoàn thể, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, các đại biểu thuộc thân nhân gia đình, các gia đình đại bậc thông niên gia, bạn bè, thân bằng, cô hiếu cùng toàn thể nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, vừa qua cán bộ và nhân dân xã nhà vừa mở tổ chức lễ hội được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân huyện, Ban văn hóa huyện. Cán bộ và nhân dân xã Đại Bản tổ chức lễ hội truyền thống Đình Nước 3 ngày để tưởng nhớ công ơn 7 anh em Hòa Phạm đã có công phù vua Lê diệt giặc Minh cuối thế kỷ thứ 15, đem lại, giành lại non sông đất nước. Cán bộ và nhân dân xã nhà đang tranh thủ chăm bón lúa chiêm xuân phòng trừ sâu bệnh, phấn đấu giành một vụ chiêm xuân thắng lợi. Thề ban lễ tang xã Đại Bản nhận được tin gia đình ông Bùi Đình Sự là trưởng lam báo tin cụ Vũ Thị Thi, tức tên thường gọi là cụ Nghị, sinh quán thôn Nê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cụ là hội viên hội người cao tuổi thôn Nê Xá, xã viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Đại Bản. Qua một thời gian dài lâm bệnh, mặc dù cụ đã được anh em con cháu trong gia đình tận tình ngày đêm thuốc thang chăm sóc, cụ cũng đã được họ hàng làng xóm người thân đến thăm hỏi động viên. Gia đình đã đưa cụ đi bệnh viện tuyến trên, cụ được các y bác sĩ chuyên khoa giỏi tận tình cứu chữa, nhưng do căn bệnh hiểm nghèo, tuổi cao sức yếu không qua khỏi. Cụ đã đi theo tiên tổ vào hồi 6:50 ngày 31/3/2017, tức là ngày 4/3 Đinh Dậu. Cụ hưởng thọ 91 tuổi, được tin cụ từ trần, lãnh đạo đảng, chính quyền, làng văn hóa, thôn Nê Xá, họ hàng nội ngoại, các gia đình đại bậc thông niên gia, kể từ sáng ngày hôm qua đã đến thăm hỏi động viên, chia sẻ những đau thương to lớn mất mát cùng tăng quyến. Ban tổ chức lễ tang sau khi họp thống nhất cùng gia đình quyết định tổ chức lễ tang cụ theo nghi thức trọng thể của địa phương. Ban lễ tang được thành lập gồm các ông bà có tên sau: bà Lê Thị Minh, trưởng thôn, trưởng làng văn hóa thôn Nê Xá làm trưởng ban; ông Cao Quý Thọ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Nê Xá làm phó ban; bà Nguyễn Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Nê Xá làm ủy viên; bà Phạm Thị Hợp, chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Nê Xá làm ủy viên; ông Bùi Đình Sự, trưởng nam đại diện cho gia đình làm ủy viên. Chương trình lễ tang được ấn định như sau: 13:30 ngày 1/4/2017 tổ chức lễ khâm niệm cho cụ, 14:00 cùng ngày tổ chức lễ viếng, 7:05 ngày 2/4/2017 tổ chức lễ truy điệu, lễ đưa tang cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân Duyên Hải. Về dự lễ tang lễ viếng cụ còn có nhiều hương hoa lễ vật của trên 100 lượt đoàn của tập thể cá nhân, họ hàng nội ngoại, các gia đình đại bậc thông niên gia, bạn bè thân bằng cố hữu cùng toàn thể nhân dân kính viếng hương hoàng cụ. Về viếng cụ còn có 33 vòng hoa, 7 đôi câu đối nghĩa tình kính viếng. Vòng hoa của Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Đại Bản kính viếng. Vòng hoa của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, quận Hồng Bàng kính viếng. Vòng hoa của cán bộ nhân dân làng văn hóa thôn Nê Xá kính viếng. Vòng hoa của câu lạc bộ cựu chiến binh phường Minh Khai kính viếng. Vòng hoa của hội nạn nhân chất độc da cam phường Minh Khai kính viếng. Vòng hoa của hội chất độc da cam xã Đại Bản kính viếng. Vòng hoa của câu lạc bộ trung đoàn tên lửa 213 kính viếng.
vòng hoa của câu lạc bộ sĩ quan sư đoàn 363 phòng không Hải Phòng kính viếng, vòng hoa của câu lạc bộ sĩ quan công an Hải Phòng kính viếng, vòng hoa của hội đồng môn xã Đại Bản khóa 63-65 kính viếng và 24 vòng hoa 7 đôi câu đối của tập thể cá nhân họ hàng nội ngoại các gia đình bề bậc thông niên gia kính viếng hương hưởng cụ. Thay mặt ban tổ chức lễ tang xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu bà Lê Thị Minh, trưởng thôn, trưởng làng văn hóa, trưởng ban lễ tang lên thắp hương vĩnh biệt hương hưởng cụ lần cuối. Xin trân trọng kính mời. Lễ thắp hương vĩnh biệt hương hưởng cụ đã xong, mời bà về phòng tang để dự lễ tang của cụ. Tiếp theo chương trình, tôi xin sơ lược phần tiểu sử của cụ. Cụ Vũ Thị Thi sinh năm 1927, tên thường gọi cụ Nghị, sinh quán thôn Nê Xá, xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Cụ sinh ra trong một gia đình nông dân thuần nông, sống trong gia đình có đông anh chị em, sống chân thuận dưới hòa. Còn nhỏ cụ sống với gia đình, chứng kiến cảnh quê hương sống lầm than dưới chế độ thực dân phong kiến áp bức bóc lột. Đến tuổi trưởng thành, cụ xây dựng gia đình riêng cùng cụ Bùi Đình Lý, cùng quê hương. Từ đó hai cụ xây dựng hạnh phúc gia đình. Vốn là một người phụ nữ đảm đang hiền hậu, cụ một mình nuôi dạy con cái, cho chồng hoạt động cách mạng, chồng cụ vào lực lượng vũ trang nhân dân. Hòa bình lập lại, cuộc sống của gia đình cụ được đổi thay, các con cụ đều được ăn học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Tiếp bước người cha, hai người con của cụ, một người con gái, một người con trai, vào công an nhân dân. Người con thứ ba của cụ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ đã lên đường vào Nam chiến đấu và đã gửi một phần xương máu nơi chiến trường trở về quê hương, hiện là thương binh. Năm tháng trôi đi, hai cụ sinh hạ được 8 người con và có 3 người con nhận. Các con cụ cho cụ được 31 cháu nội ngoại và có 40 chắt. Các con, các cháu của cụ đều là dâu hiền dễ thảo. Cụ luôn luôn dân dạy các con sống ở đời, chữ đức hạnh nhân nghĩa là đầu, sống sao cho trọn vẹn tình làng nghĩa xóm, sớm lửa tối đèn có nhau. Kính thưa quý vị đại biểu, cụ Vũ Thị Thi sinh ra và lớn lên tại thôn Nê Xá, nơi có dòng sông bến nước là gốc rễ cội nguồn, và cũng nơi đây cụ cùng cụ ông sống đầy tình nghĩa xóm làng, có họ hàng đôi bè nội ngoại, và cũng mảnh đất thân thương này cụ đã cùng cụ ông người bạn đời chung thủy biết bao mùa lắng hạ mưa xuân. Khi gió lạnh đông về, khuya sớm tảo tần buộc bụng thắt lưng, sinh hạ ra những người con để lối dõi tông đường, kế thừa sự nghiệp mà cha ông đã để lại. Kính thưa quý vị đại biểu, nhớ thủa sinh thời, trong gia đình cụ là người vợ hiền mẫu mực, là người mẹ đầy kính trọng quý yêu, là người bà rất đỗi thân thương. Ngoài xóm làng, cụ là người thủy chung tình nghĩa, có trước có sau. Với họ hàng, cụ luôn hướng về cội nguồn gốc rễ, dạy bảo cháu con ở ăn phải đạo, trên kính dưới nhường, bậc hàng ngôi thứ, cùng dòng tộc vun đắp cho dòng họ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Giờ đây cụ đã mãi mãi ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại cho gia đình họ hàng niềm tiếc thương vô hạn, lòng tưởng nhớ không nguôi. Cụ mất đi gia đình, mất đi người mẹ,
người bà, người cụ vô cùng kính yêu. Họ hàng mất đi một thành viên trong họ tộc, xóm làng mất đi một người bạn thủy chung. Song sống chết là quy luật khắc nghiệt của tạo hóa, cuộc đời có sinh ắt có tử. Vì thế cụ đã đi theo tiên tổ ở tuổi 91, mà hơn 90 năm qua cụ đã sống, đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Khi thuận lợi lúc khó khăn, cụ đã cùng cụ ông chia ngọt sẻ bùi với tấm lòng yêu ái, đã rầu rãi nắng mưa trên đồng ruộng quê hương cho đến cuối của cuộc đời. Hôm nay về dự lễ tang cụ có các ban ngành đoàn thể, họ hàng người ngoại, các gia đình bề bậc thông niên gia, các đại biểu thuộc thân nhân gia đình cùng bà con hàng xóm. Không quản đường xá xa xôi, đò giang cách trở, về dự lễ tang cụ với tấm lòng nghĩa tử nghĩa tận và sẻ chia những đau thương to lớn mất mát cùng tăng quyến. Để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với cụ, tôi đề nghị mọi người trong tang lễ hãy đứng dậy để mặc niệm cụ một phút. Tôi xin giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho gia đình lên đáp từ. Kính thưa ban đại diện cho đảng ủy chính quyền xã Đại Bản, kính thưa ban tang lễ, kính thưa các cụ, các ông, các bà nội ngoại, các bậc thông nhân gia, kính thưa bà con thôn xóm, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa. Mẹ chúng tôi là cụ Vũ Thị Thi, tên thường gọi là bà Mị. Tuổi cao sức yếu, đã mắc bệnh hiểm nghèo. Trong thời gian lâm bệnh, đã được y bác sĩ bệnh viện cao cấp khám và điều trị chữa cùng với gia đình con cháu tận tình chăm sóc, cứu chữa được chính quyền địa phương, các cơ quan đoàn thể, họ hàng nội ngoại, các bậc thông nhân gia, bà con thôn xóm, bạn bè gần xa đến thăm hỏi động viên cả về tinh thần cũng như vật chất. Nhưng vì điều kiện tuổi cao sức yếu không qua khỏi, mẹ tôi đã từ trần vào lúc 6:50 ngày 31 tháng 3 năm 2017, tức ngày 4 tháng 3 năm Đinh Dậu, hưởng thọ 91 tuổi. Trong buổi tang lễ mẹ tôi ngày hôm nay, các quý vị không quản ngại thời tiết mưa nắng, đường xá xa xôi, đã bớt chút thời gian đến thăm viếng, đưa tiễn mẹ tôi, chia buồn với gia đình chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích. Tôi xin được thay mặt cho anh em trong gia đình là trưởng lam, được thay mặt xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận tình cảm đầy tình nghĩa của các quý vị họ hàng nội ngoại, bà con hàng xóm, các bậc thông niên gia, bạn bè gần xa. Trong lúc tang đa bối rối, gia đình chúng tôi còn có điều gì sơ xuất, mong xin được lượng thứ. Khi đưa mẹ tôi ra đồng mồ yên mã đẹp, tôi xin mời tất cả các vị quý khách, bà con và bà con họ hàng nội ngoại, gia đình và bạn bè gần xa, con cháu
trong dòng tộc hay họ trở về gia đình chúng tôi ăn bữa cơm nhạt cùng gia đình chúng tôi để chúng tôi có lời cảm ơn. Trước khi đưa mẹ tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn. Xin thưa vâng. Cụ Vũ Thị Thi kính mến, chúng tôi xin vĩnh biệt hương hồn cụ, chúc cụ yên giấc ngàn thu lơi thiên giới, và chia sẻ những đau thương tâm lớn mất mát gửi tới gia đình. Chúng tôi mong gia đình ta hãy nguôi dần nỗi đau buồn, giữ gìn sức khỏe, đẩy mạnh sản xuất tiết kiệm, góp phần xây dựng quê hương ta ngày càng văn minh, giàu đẹp và tiên tiến. Buổi tổ chức lễ tang đến đây kết thúc. Tôi đề nghị mọi người hãy đưa linh cứu cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang nhân dân Duyên Hải. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn.
trong bao nhiêu khó nhọc. Mẹ dù con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời. Mẹ đã bên con, mẹ đã cho con lớn bên con, khuyên răn con nên người. Mẹ yêu thương con ăn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình thương cho con bao la biết mấy, những đêm ấm con trong tay không muốn vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù cắm nến, nhưng con thật lòng muốn nói. Sao đêm giờ con sáng soi là mẹ trong giấc mơ là mẹ yêu, mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho ta một con mẹ yêu, dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con yêu gọi ta suốt đời là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi cho con mồ côi, ơi mẹ yêu. Anh sao đây giờ con sẽ sẽ lại mẹ yêu. Mơ
Tráng ơi. Khi cả đời vì con héo hon, mẹ thức nhiều đêm vui được nhìn con yên giấc ngủ. Năm tháng muộn phiền bao lệ tràn trên cuộc đời sương gió, cùng với thời gian sức hao mòn vì lo lắng cho con. Mẹ yêu ơi, ôi cao đêm tình mẹ tháng năm nào, con làm được gì khi mẹ trong lòng đất hoang vu? Chỉ biết nguyện xin cho hồn mẹ yên trong giấc ngủ, qua tiếng kinh cầu mong mẹ đường yên giấc ngàn thu.